Thưa quý vị, dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ngay lập tức, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ du lịch trở thành ngành chịu tác động nặng nề nhất khi gần như tất cả các khách hàng đều hủy tour tuyến. Có thể nói, chưa kịp phục hồi sau 2 tháng khởi động trở lại, thì đợt dịch này khiến nhiều doanh nghiệp du lịch đã khó lại càng chồng thêm khó. Là tỉnh có thế mạnh du lịch nên Bà Rịa Vũng Tàu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, sẵn sàng trong tinh thần vượt khó, các doanh nghiệp du lịch Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục khởi động lại các biện pháp phòng dịch để bảo vệ an toàn cho du khách, nhân viên và cộng đồng xung quanh, đồng thời sẵn sàng tâm thế đón dòng khách lớn quay trở lại. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo 7886 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Sở Du lịch đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, vận chuyển khách du lịch, các điểm du lịch chủ động và duy trì đón khách không đến từ vùng dịch, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, nhân viên và cộng đồng xung quanh. Tuyên truyền để du khách có ý thức phòng chống dịch bệnh nhưng không lo lắng thái quá. Qua ghi nhận, các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ, ăn uống đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt khách đến, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, tăng tần suất tẩy rửa các khu vực công cộng, khuyến cáo du khách đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Nhiều cơ sở lưu trú nghiêm túc tiến hành sàng lọc đầu vào, không nhận khách đến từ các tỉnh thành đã có dịch. Nhiều doanh nghiệp khuyến khích khách giao dịch qua app và điện thoại, yêu cầu khách phải khai báo y tế và hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ bảo vệ sức khỏe. Trước khi khách đến mấy cái đoàn thì về yêu cầu bộ phận kinh doanh thì tìm hiểu khách đến từ đâu. Như khách đến từ dịch vùng dịch bệnh thì bên em sẽ từ chối khách. Còn khi khách lại đến bên em thì sẽ yêu cầu điền tờ khai y tế. Nhưng mà đến từ vùng dịch bệnh thì cũng sẽ từ chối luôn. Dù lượng khách giảm đến 90% so với dự kiến trong dịp hè này, song khu nghỉ dưỡng Oshinami Phước Hải Đất Đỏ vẫn ưu tiên đảm bảo sức khỏe, sự an toàn của khách hàng và cộng đồng lên hàng đầu. Bởi việc triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lúc này không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho mình mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả tỉnh. Ngay tại bộ phận tiếp xúc khách hàng là cổng bảo vệ là chúng tôi đã cho tiến hành đo thân nhiệt. Sau đó là tới ngay sảnh tiếp tân, chúng tôi lại kiểm soát đo thân nhiệt một lần nữa để mà đảm bảo được là khách hàng của chúng tôi không có một cái nguy cơ nào cả. Và chúng tôi cũng có một bộ phận y tế sẵn sàng túc trực để mà ứng biến kịp thời cho đối với khách hàng của mình. Với cơ quan quản lý nhà nước, bên cạnh việc chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong mùa dịch, ngành du lịch cũng đang lên các phương án phục hồi sức khỏe ngành du lịch khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Dự kiến trong tuần tới, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ tiến hành khảo sát các địa điểm để trưng bày sản phẩm du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu nhằm quảng bá đến khách hàng, thực hiện liên kết các doanh nghiệp du lịch, triển khai các gói kích cầu du lịch với giá thành ưu đãi, sản phẩm chất lượng từ nay đến cuối năm, làm mới các sản phẩm du lịch cũ của Bà Rịa Vũng Tàu để tạo ra sự mới mẻ, hứng thú cho khách du lịch. Trong bức tranh tối màu của ngành du lịch thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, việc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh, nên Bà Rịa Vũng Tàu vẫn được xem là điểm đến an toàn. Xuất phát từ điểm sáng ấy, các doanh nghiệp du lịch tỉnh sẽ nắm bắt để xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến du khách. Ở thời điểm này, vì chúng ta cũng chưa có một cái dịch bệnh gì xảy ra trên địa bàn của tỉnh, và chúng ta cũng thấy rằng là cái du khách hiện nay là họ cũng đang nhìn về phía Bà Rịa Vũng Tàu, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu là một điểm đến rất là an toàn. Do đó thì đây là cơ hội để quảng bá rất lớn, để kích thích lại sự phát triển của du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, sự giới thiệu lại những điểm đến và làm cái lòng tin, tạo được lòng tin cho du khách Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian sắp tới. Đó thì chúng tôi cần sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh để cho cái công tác xúc tiến quảng bá du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch trong và sau dịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng kiến nghị các ngành chức năng, các tổ chức tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp về tiền thuê đất, giá điện đến cuối năm 2020 và gia hạn các khoản vay ngân hàng. Có như vậy, doanh nghiệp du lịch mới có điều kiện, nguồn lực để vượt khó, khôi phục kinh doanh. Thưa quý vị, đây là thời điểm rất khó khăn của ngành du lịch. Do đó, phòng chống dịch tốt trong thời điểm này là rất quan trọng, đặc biệt là từ phía các đơn vị kinh doanh du lịch. Bởi đây là một trong những yếu tố quyết định để du khách yên tâm khi chọn Bà Rịa Vũng Tàu là điểm đến. Tuy nhiên thì bên cạnh công tác chủ động ứng phó phòng ngừa của các đơn vị du lịch, thì mỗi du khách khi đi du lịch trong thời điểm này cũng cần phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để có thể bảo vệ cho chính mình và cộng đồng, thưa quý vị.